Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 6 của olm.vn. Các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. Ở bài học ngày hôm trước, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong phần thứ nhất Vua Hùng Kén Rể. Trong tiết học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những phần còn lại. Chúng ta vào phần 2 nhỏ, Sơn Tinh, Thủy Tinh giao chiến, khúc hùng ca trị thủy ngân vang. Đọc và theo dõi tác phẩm, em hãy cho biết ai là người chiến thắng trong cuộc kén rể của Vua Hùng. Tiết học ngày hôm trước, chúng đã tìm hiểu về việc Vua Hùng kén rể với bài toán ai đến trước sẽ được lấy mị nương làm vợ, và lễ vật bao gồm 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Và kết quả của cuộc kén rể của Vua Hùng đã rõ. Sơn Tinh là người thắng cuộc cả về thời gian và cũng là người rất đỗi tài hoa, dâng đầy đủ lễ vật, hạnh phúc thuộc về chàng. Hôm sau mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước mỹ nương về núi. Nhưng đối thủ đâu chịu cho chàng yên, Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp mỹ nương về. Thế là cuộc giao chiến đã diễn ra. Em có nhận xét gì về cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh? Câu chuyện cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh được kể bằng 3 sự việc, có thể coi là 3 hiệp đấu dữ dội, căng thẳng và rất đỗi hào hùng. Chúng ta đến với hiệp đầu tiên trong cuộc giao chiến này. Hiệp 1, Thủy Tinh vào trận bằng tất cả sự tức giận của kẻ đến muộn, bị mất hạnh phúc. Thần hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời. Dâng nước sông lên quần quận đánh Sơn Tinh, nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành phong châu như nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chiến thuật, quân lính, vũ khí mà Thủy Tinh tung ra thật là khủng khiếp. Đây là sự giận dữ của thần linh hay chính là sự khốc liệt của mưa gió, bão lụt, mà thành phong châu, ruộng đồng nhà cửa, cuộc sống của nhân dân ta ngày xưa và ngày nay đã phải chịu đựng trong cơn cuồng nộ của thiên tai. Vậy, theo em, trong câu chuyện, Thủy Tinh tượng trưng cho điều gì? Đến hiệp thứ hai, cuộc giao chiến lên đến đỉnh cao. Trước những cuồng nộ của Thủy Tinh, Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bóc từng quả đồi, rời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Bức tranh chiến trận giữa hai vị thần tiếp tục được người xưa miêu tả vẫn theo bút pháp vừa kỳ ảo, giàu tưởng tượng, vừa rất hiện thực, gợi cho chúng ta nhiều liên tưởng cụ thể. Tổ tiên ta đâu chỉ kể chuyện Sơn Tinh chống Thủy Tinh đơn thuần, mà có lẽ đây là ý chính, phản ánh và ngợi ca công cuộc lao động gian lao, vất vả để chống bão lụt, bảo vệ cuộc sống của chính mình và muôn đời con cháu mai sau. Hình ảnh đặc sắc nhất trong đoạn truyện này cũng là khúc cao trào của bản hùng ca trị thủy là nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Phải chăng đây chính là biểu tượng thẩm mỹ mà cho ông ta muốn thần linh hóa những con đê, con đập chống lụt? Đó chính là trí tuệ, bàn tay, sức lực của dân tộc Việt Nam bao đời chống lụt đã được truyền thuyết chung đúc lại, huyền thoại hóa, tôn vinh, thần linh hóa. Hiệp 2 của cuộc giao chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh toát ra nhiều ý nghĩa, nói mãi không cùng. Đến hiệp thứ 3, kết thúc trận giao chiến thật hợp lẽ đời, hợp lòng người. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt, thần nước đành rút quân. Sơn Tinh chiến thắng, giữ trọn được hạnh phúc bên người đẹp. Đó cũng chính là nhân dân ta đã chiến thắng bão lụt, giữ vững cuộc sống thanh bình. Nghe kể hoặc đọc truyện, ai mà chẳng vui, thở phào nhẹ nhõm, thán phục chàng Sơn Tinh bao nhiêu, chúng ta càng thán phục và nhớ ơn tổ tiên ta, nhân dân ta bấy nhiêu. Bởi vì chính Sơn Tinh, vị thần núi Tản Viên, là người đại diện cho cả dân tộc ta đã bao đời nay tấu lên bản hùng ca trị thủy để bảo vệ non sông, đất nước, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc, thanh bình cho mỗi chúng ta.
Các bạn cùng nhau củng cố kiến thức của phần này bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây.